Xin chào quý vị khán giả, mình là Trần Anh Huy, mình hiện tại đang là một diễn viên và MC. Ngày hôm nay mình tham gia chương trình 24 giờ thử yêu đến đây để tham gia chương trình này và để tìm cho mình một cô gái đúng như ý mà mình mong muốn. Độc thân hả? Độc thân thì trước đó 3 năm thì Huy có thích một cô bạn gái và mình thương nhiều quá cho nên là mình bị giống như là ngộ nhận vậy đó, nên nhiều khi cũng hơi phiền người ta. Trong lúc chờ đợi chắc bây giờ mình phải dự đoán thử coi là ngày hôm nay mình sẽ đón cái người mà hẹn hò với mình ai. Chắc là ai ta? Ngô Thanh Thủy. Cái mà mình mong muốn được hẹn hò ai nữa ta? Xuân Vũ. Xuân Vũ xinh nè. Ai nữa ta? Mi Du hả? Mi Du chắc không có đâu. Mi Du là có là mình biết rồi. Hết rung luôn. Tôi tưởng ai tôi rung từ sáng tới giờ. Xin chào các khán giả của chương trình 24 giờ thử yêu. Mình là Tường Linh. Hiện tại thì mình đang làm trong công việc nghệ thuật, diễn viên và người mẫu. Ngày hôm nay thì mình rất là vui khi tham gia chương trình 24 giờ thử yêu và mình sẽ có 24 giờ để thử yêu hẹn hò với một chàng trai đến từ chương trình. Linh chưa có bao giờ có một mối quan hệ nào yêu đương với những bạn cùng làm trong nghệ thuật hết. Vậy bởi vì chắc là duyên chưa tới hay như thế nào đó là mình cũng chưa có cơ hội để tìm hiểu mấy bạn trong nghệ thuật. Nên bây giờ mà để mà suy nghĩ là mình muốn quen ai trong nghệ thuật thì cũng khó quá. Chết rồi, giờ ông đã cười tới hết. Không được rồi mấy chị hả? Bình tĩnh lên. Sao nè? Ủa anh có biết là em vậy? Không, anh đang gọi. Anh cũng biết là em hả? Anh đang rất là hồi hộp mà chương trình nói là yên tâm đi, với một cô gái rất là xinh đẹp, rất là ok, đúng luôn rồi. Cô gái lý tưởng mà Huy mong muốn tìm được trong chương trình ngày hôm nay là một cô gái tóc dài, mắt hơi to, mũi cao một tí, môi chú chím nhỏ nhỏ, tính cách dễ thương, nhẹ nhàng, thông minh và biết lắng nghe và chịu chia sẻ. Là sáng giờ em hồi hộp. Hồi hộp thiệt đúng không? Tại đâu không biết đúng không? Ai chứ. Bây giờ quay lại chương trình. Chị ơi, đổi có người khác. Em thấy không happy lắm, em đang tưởng tượng một sói ca nè, hiểu không? Cái gu của mình thì cũng không có gì rõ ràng lắm. Mình thích những người cũng nói chuyện ngu với mình, cũng hơi nhây một xíu, lầy lầy một xíu. Tại vì mình cũng hơi khủng một chút nên cũng hy vọng là bạn đó có thể chịu được cái tính đó của mình. Một chàng trai đi cùng mình thì phải ga lăng và chiều chuộng, tại vì ai có gái cũng thích được chiều mà. Thật ra thì đã giờ, trước giờ á, Linh Ni cứ Linh tên ở nhà luôn, kêu tên dễ thương, kêu tên quê của ấy. Thật ra là cũng giới thiệu mọi người tên của em cũng giới thiệu với mọi người là Tường Linh là một người bạn cũng nói chung là cũng chơi với nhau cũng lâu rồi. Và trước đó thì khi mà thấy bạn của Huy đăng hình của Linh lên Facebook á thì ngày xưa nha cũng rất là thích Tường Linh, tại vì Tường Linh có cái mặt kiểu đúng kiểu con gái mà Huy thích á, kiểu nhưng mà ngày xưa lúc đó thì Linh vẫn đang học sinh viên, chưa có tham gia nghệ thuật. Đúng rồi lúc đó chưa lâu, lúc đó chưa thể thành hoa hậu hay á hậu gì đúng không? Hoa hậu chưa trở thành hoa hậu đó, chưa có làm nghệ thuật, cũng không có chơi thân, gọi là chơi thân thì cũng có chơi thân nhưng mà gần đây có vẻ là có duyên hơn. Chào mừng hai bạn đến với 24 giờ thử yêu. Chào 24 giờ thử yêu. Cuộc mất đầu tiên, lần đầu gặp gỡ. Thực ra cũng không phải lần đầu gặp gỡ lắm mọi người ạ. Bây giờ hai bạn chính thức thành một đôi, hãy thể hiện những cử chỉ mà một cặp đôi yêu nhau thường làm. Đó rồi. Yêu người ta thường làm gì? Đi uống cà phê với nhau xong bấm điện thoại, mỗi đứa có một cái điện thoại. À? Đúng
giờ mình phải giao luôn là trong 24 tiếng đồng hồ này là kiểu cái gì má, không được bấm điện thoại. Tôi phải gọi FaceTime gia đình, kiểu như cho trọn vẹn một ngày không sống với công nghệ. Bây giờ mình đầu tiên là mình sẽ không sử dụng điện thoại trong một ngày, rời xa công nghệ hoàn toàn. Nhưng mà cái nào cần thiết thì dùng. Đúng. Không gì nữa. Mà thường thường khi mà anh quen bạn gái thì anh đi cà phê bạn gái làm gì? Thường thì anh đi mấy quán cà phê đẹp đẹp nè, xong anh chụp hình. Anh chụp hình cho bạn gái, rồi lái anh chụp hình cho em nha. Nhưng mà chụp hình xong là gì nữa? Chụp hình xong rồi uống nước, đi coi phim. Thật ra nói chuyện thì cũng ít lắm, thật ra là chủ yếu là ngồi ở cứ ở bên cạnh nhau là thấy kiểu thấy bình yên rồi, kiểu vậy. Mà bao lâu rồi anh quen chưa quen ai? Bao lâu rồi? Ta cũng 8 tháng rồi đó. Yêu hơn 1 năm rồi Huy ơi. 1 năm hả? Ừ. 1 năm, 8 tháng rồi, cũng lâu rồi, thôi bỏ qua mấy chuyện rồi đi ha. Hôm nay mình đang là người yêu mà, phải không? Mà thực thì đó, mà em lâu quá không có hẹn hò nên em không biết cái này. Nóng quá à. Nóng nó quạt. Tôi mới là cái đó được nè. Nóng là quạt liền. Đúng. Thế là một cực. Không, bây giờ giống như bình thường đúng không? Ví dụ anh mà có bạn gái, ví dụ bạn gái anh nóng là anh phải quạt. Đúng rồi. Đúng không? Đúng. Anh tại vì mà người... anh quạt được bao lâu? Hả? Không quạt được bao lâu. Anh quạt thì anh mỗi tay thì anh nghĩ. Thì anh nghĩ luôn, mà mặc kệ người đó còn nóng hay không. Không có, đổi tay. Đó. Giờ ăn bánh đi, bây giờ để mình ăn bánh đi, ăn hết cái bánh này để mình còn hẹn hò chỗ khác đúng không? Tôi nghĩ là ủa, cái này cái không phải bánh nha, cái này kem nha, cái này ngon rồi nha. Tiramisu. Trời ơi. Ok. Ghé bánh đó mà. Ghé bánh để anh ăn. Dạ anh viên thật luôn á. Mọi điểm. Anh phải thử chứ. Đúng rồi, anh cầm cái ngọt hồng này nè, với cái bánh này nó hợp gì đâu luôn nè. Chứ tệ và nhau như sinh ra là nhau, có phải là yêu màu hồng thích màu tím hay không? Đó. Đó anh phải thử là bánh nó không có độc. Bây giờ mới lấy cho em. Cảm ơn anh. Đó. Okay. Bánh mùi dâu hả? Lần đầu tiên hẹn hò với bạn gái và được bạn gái dắt đi ăn cái cánh hoa. Ok, ăn thử. Ăn thử đi. Sao đâu? Không ăn được nữa. Ăn được. Đó, không biết có bị lừa không? Ngon mà. Cánh hoa này sấy rồi, ai tin. Sấy rồi đúng không? Đúng. Thường hẹn hò với bạn gái thì đi xem phim nè. Bây giờ mình đi xem phim trong một ngày mà mình đi xem phim nó mất thời gian đúng không? Mất thời gian mấy tiếng đồng hồ. Bây giờ mình sẽ tới trung tâm thương mại đi, mình sẽ chơi mấy cái trò chơi trong đó cũng ok, mình kiểu giải trí. Họ nói bắn súng hơn. Thích chơi bắn súng không? Thích chơi bắn súng lắm. Ok. Ok là tự nhiên. Let's go. Trước khi mà đến quán cà phê thì Linh rất là hồi hộp luôn. Phải đó là cứ 2 phút vào hỏi chị biên tập là sao? Bây giờ em vô được chưa? Người đó là ai? Tiết lộ chi một chút được không? Nhưng mà chị vẫn giữ bí mật. Mình thật sự rất là hồi hộp và cũng hay bị suy nghĩ. Cho nên khi mà mình bước vào thì tự nhiên trong đầu vẫn đang suy nghĩ là ai, là ai, là ai. Cuối cùng thì là một người quen từ rất là lâu thì phải đó lúc đó là cười không thể nào kiềm chế được luôn. Mắc cười mà vừa cái cảm xúc nó không có diễn tả được á. Cảm xúc lúc đó thì Huy cảm thấy rất là vui. Tại vì từ đầu thì cũng có cái linh cảm là ngày hôm nay sẽ gặp người quen để quay trong chương trình này. Thì thực ra là gặp Linh mà là một người em đã từng chơi chung với nhau và cũng khá là thân. Tuy ngày xưa tụi em biết nhau cũng mấy năm rồi thì cũng chơi chung nhóm cũng khá là thân thiết. Cũng nhiều lúc hay gọi nhau đùa là chị em này nọ, lúc đó tụi em chỉ coi nhau là bạn bè thôi. Huy đang đợi Linh, cô ấy đã thay một bộ đồ khác, không biết là như thế nào, chắc là để cho thoải mái hơn để đi chơi. Đúng rồi, bây giờ Sài Gòn quá nóng mà mặc đồ này thì rất là thoải mái. Mà đi siêu thị trong thương mại thì là mặc đồ này, đúng không? Thoải mái hơn không? Dễ thương quá, anh thấy dễ thương quá. Thôi giờ Linh đi chơi đi nhé. Sáng nay chương trình đổi anh muốn hẹn hò với ai đúng không? Anh không tưởng tượng ra, anh không có nghĩ ra ai luôn á, trong đầu anh không nghĩ ra ai luôn á. Sao mà nghĩ ra được phải không? Nghệ thuật thì quá nhiều. Anh nói là anh muốn hẹn với lại Mô Thanh Thủy. Anh hẹn với Mô Thanh Thủy, cô gái chuyên gia. Ồ, đúng rồi luôn, anh hẹn với chuyên gia. Cũng hơi dài thôi.
Đúng không? Đúng không? Muốn hẹn với hoa hậu, có hoa hậu luôn. Ghê thiệt, chương trình này hay quá. Dù là nghệ sĩ hay là người bình thường thì cũng thích làm những cái hoạt động bình thường như bao cặp tình nhân hẹn hò thôi. Như là Linh thì thích đi siêu thị, thích nấu ăn, đi vòng vòng như kiểu là ngoài phố đi bộ á, có mấy cái hàng quán đủ thứ, bánh tráng trộn, bánh tráng nướng, xoài lá cốc, lá các kiểu, thì Linh thích đi vòng vòng rồi ăn mỗi thứ một chút như vậy, miễn sao là cùng nhau là thấy vui rồi. Thì Linh nghĩ cũng đơn giản như mọi người thôi. Chiều chuộng chăm sóc mà cũng tỏ ra bên ngoài. Linh cũng thích là nắm tay ngoài đường nè, rồi cột dây giày cho nhau nè, rồi mỗi lần ăn thì gấp đồ ăn, hay là ăn cái con gì cần lột thì được lột sẵn ăn, thì mình cũng những cái hành động nhỏ mình thấy rất là thích. Mày cầm sao vậy? Nặng lắm đúng không? Ủa đứng từ đây luôn hả? Đúng rồi, đứng từ đây. Chưa, đứng đi, khởi nhân xuống. Khởi nhân xuống. Đứng thẳng ra, đứng thẳng, canh ở giữa. Rồi bước 1, 2, 3. Đưa tay. Cũng được. Đừng có chạy vô đây nữa trơn. Ở đây nó trơn lắm. Nhớ nha, quăng vô giữa nha. Trời. Em lướt mặt. Ây chưa. 1, 2, 3, đi. Yeah. Bye. Đi. Bye. Đi. Bắn. Bây giờ anh sẽ dắt em đi tới cái chỗ này. Khám phá vũ trụ hả? Ờ đúng rồi, khám phá vũ trụ luôn á. Cái chỗ này nó là, cái này nó gọi là hầm bao nhiêu D luôn á. Bình thường xem 3D nó này tới 80D luôn. Ồ, 3D là gì trời? Đi vô. Đây là gì? Có ma không vậy trời? Không sao đâu, đi vô đây. Sao? Bây giờ anh bịt mắt em lại nha, xong rồi mình bước qua cái cửa này. Đi sao trời? Từ từ nha. Đi. Trời ơi, sao lạnh quá vậy? Ừ. 1, 2, 3. Chị ngủ nhắm mắt mà. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Thích không? Thank you.
trải qua một ngày cùng nhau thì mới thân thiết hơn, chứ lúc trước thì cũng chỉ là đi chơi chung nhóm với bạn bè thôi, cũng chưa bao giờ có những cái gì thân mật với nhau hay là đi chơi riêng hai đứa hết. Nên là đúng là chương trình đã đem cho lại cho Linh và anh Huy những cái cảm xúc thật sự là nó rất là thật. Cảm xúc là từ cả ngày hôm nay mà đi chơi với Linh thì cảm thấy rất là thoải mái. Và thật ra thì khi mà có những cái cử chỉ thân mật với Linh như là nắm tay Linh chẳng hạn thì thật ra thì những cái lúc như vậy thì đúng là giữa con trai với con gái mà lúc nào nó cũng sẽ có một cái cảm xúc, nhưng mà đối với Huy thì đó là một cái cảm xúc nó hơi nó không giống bình thường, không giống bình thường. Nãy giờ đi chơi vui không? Vui, lâu lắm mới đi mấy chỗ này á. Bây giờ anh dắt em đi chơi rồi, xong rồi em có gì làm lại cho anh không? Em sẽ dắt anh đi đâu, tới lượt em á. Bình thường em sẽ làm cái gì? Em thì thích nấu ăn, thì em sẽ nấu cho anh ăn. Thích nấu ăn hả? Ừ. Thì không hay là thể hiện? No, em thích nấu ăn, nhưng mà em ghét rửa chén. Ok, vậy bây giờ em nấu thích ăn. Thích bày ra nấu, nhưng mà thích có một người phụ mình dọn. Ok, anh cũng thích vậy, cũng thích rửa chén. Nhưng mà cùng nấu ăn vui mà, đúng cùng không? Cùng nấu ăn cũng vui. Cũng là nấu một ăn hoạt động xong vui mà. Không mà anh rửa chén cũng được. Ừ. Bây giờ hỏi, nghiêm túc nha. Giờ em chơi anh cũng lâu rồi đúng không? Xong rồi em nghĩ là nếu mà yêu một người như anh thì em sẽ cảm giác như thế nào? Cũng nói thật nha, nói thật lòng nha, cảm nhận. Chưa có quen ai trong nghệ thuật khá hiểu. À, chưa có quen ai trong nghệ thuật. Anh có quen nghệ thuật rồi đúng không? Hồi trước giờ quen mấy người á, để mấy người toàn là ở trong nghệ thuật. Tại vì thích người đẹp. Yêu cái đẹp đúng không? Yêu cái đẹp đúng không? Yêu cái đẹp, thích cái đẹp. Tại người thuộc ai cũng yêu cái đẹp mà. Thì bởi vậy. Nhưng mà... tức là thật ra là tại vì anh thích một cái người con gái là biết quan tâm nè, chăm sóc bản thân của mình á, tức là tự biết chăm sóc bản thân của mình thì anh thích kiểu như vậy. Và em hay bị đa nghi lắm. Em phải nhìn thấy ở ngoài anh vậy, nhưng mà khi mà trong chuyện tình cảm thì lại khác. Thì mình cứ tới đâu hay đó. Em thấy cũng thực tế mà. Thì cái đây cũng hoàn cảnh trường hợp khác của mấy người khác mà. Đây khác là không biết nhau hay gì đó. Mình thì biết trước rồi. Tiếp tục thử thách của chương trình thứ hai. Ở giai đoạn này, tình yêu của các bạn đã phát triển thêm một bước mới. Là giai đoạn hôn nhân. Cũng được rồi đúng không? Giai đoạn hôn nhân. Tiếp là... hãy cùng nhau trải qua giai đoạn này như một cặp vợ chồng sắp cưới. Cũng ok, em sẽ nấu cơm cho anh ăn. Qua chương trình này thì Huy mới có cơ hội được đến nhà Tường Linh mà bữa nay được Tường Linh nấu cơm nữa. Vợ tương lai. Then welcome. Đây, căn nhà màu xanh lá, toàn bộ là xanh 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 xanh. Vì em bạn hỏa. Hỏa em để màu xanh hả? Hỏa màu xanh lá là tương sinh. Vậy bây giờ chị thấy đi ha. Rồi. Biết lựa không? Lựa tiếp mà. Lựa củ, anh thấy là lựa củ nhỏ thì nó mới ngon đúng không? Lựa củ bự nó già đúng không? Củ nhỏ thì... lát gì anh sẽ phụ em gọt cái này. Ủa nhưng mà gà, nhưng mà cơm gà mua này chi? Từ từ sẽ biết, đây là súp mà. Từ lên mua rau củ thì chỉ mua có một ít thôi, nhưng mà mua gà thì mua 3 hộp. Ăn gà không mập nè, mà lại tốt nữa. Tỏi không? Có, tỏi, chanh, ớt. Mua nhiều quá vậy? Nó chỉ có một size thôi. Siêu thị là phải mua nhiều như vậy. Mà tỏi to thì về lột mới dễ không? Rồi lấy lại đi. Chứ tỏi nhỏ lột khó lắm. Rồi. Đây, rồi. Đã có nguyên liệu. Bây giờ anh phụ em được gì không? Có. Anh phụ gì thì em sẽ nói với em sẽ luộc gà trước nha. Giờ em bắt luộc gà trước. Bây giờ chương trình yêu cầu là hai đứa mình sắp là hả? Sắp là vợ chồng sắp cưới rồi. Phải đặt cho mình một cái biệt hiệu gì đó đáng yêu dễ thương để gọi trong chương trình.
Em tên là Thỏ Trắng được không? Em tên là Thỏ Trắng được không? Gì? À, hôm bữa là em nói em mời anh với mọi người ekip đúng không? Rồi, mời mọi người qua nhà ăn cơm em nấu. Cơm gà. Ừ. Anh tưởng là em giỡn không à? Anh không tin luôn. Không ngờ luôn. Bữa nay biết nấu. Để coi, để lát nữa thưởng thức cái món cơm gà của Thường Linh, vợ tương lai của tôi nấu. Phải chừng mê nha anh. Ăn ngon rồi mê luôn hả? Ừ. Có không? Trời ơi, tức là tung tóe hết chỗ này rồi. Quá khủng khiếp. Cứu hồ giá luôn nha Huy ơi. Bác thợ săn hồ giá, anh đổ ra giùm em rồi, nặng quá à. Trời, sao nấu nhiều cơm vậy? Thì em không biết, sợ nhiều người ăn. Vui hơn thiết mà. Trời ơi, sao em làm, sao em thể hiện cái gì mà nó văng tung té hết trơn vậy hả Linh? Không phải, nãy nó bị tung té ra. Hơi cay á mà... Nhưng mà đồ cái kia vừa đúng không? Đâu á. Mà sao nước mắm nó kẹo dữ vậy? Nước mắm kẹo là nước mắm đặc sản. Nó phải kẹo, còn không kẹo thì nó là sai. Ừ. Như thêm miếng chanh nữa đi. Mình xong rồi mình phải dọn luôn cho nó gọn gọn nè. Giờ làm cái gì? Bây giờ nhảy sexy khi nào mà em cảm thấy cái gì okay. Anh nhảy sexy hả? Khi nào em cảm thấy ok được rồi á thì mới hết hình phạt, tại vì nãy giờ anh đọc sai tên. Em tên là Thỏ Trắng được không? Em tên là Thỏ Trắng được không? Gì? Sexy hả? Sexy. Sao? Sexy trong bếp. Trời ơi, ghê quá. Cái này nhảy không điên mà chưa sexy, chưa được. Trời ơi, dễ quá vậy. Bữa nay em thấy chồng em sexy. Ờ không. sao em lạnh lùng quá vậy hả? Hả? Giống con gái quá trời. Trời ơi, quá nhạt nhẽo luôn trời. Hai đứa quá trời nhạt nhẽo luôn. Này nếm chưa? Rồi. Thì từ hôm nay cũng phải mời bạn đến nhà ăn cơm. Thì hôm nay em cũng tặng bất ngờ cho anh cũng như bạn em. Hèn chi. Em chỉ mời đó. Nãy giờ là anh tưởng đâu là 4 phần này là anh với em với hai anh quay phim. Cơm gà múa này kia. Từ từ sẽ biết đây là súp mà. Từ lên mua rau củ thì chỉ mua có một ít thôi, nhưng mà mua gà thì mua 3 hộp. Đó, hai người bạn thân đó, thân của em như là nhưng mà anh biết không? Em trai cũng như là anh trai. Có một người anh sẽ biết, rất là bất ngờ. Thế anh Huy cũng những các cái điểm giống mình, như là nói nhiều nè, nói vui nè. Bởi vì Linh thì không thích một người quá nghiêm túc. Lúc trước thì bạn bè với nhau thôi không biết. Bây giờ thử là người yêu của nhau 24 giờ thì Linh thấy anh Huy rất là chăm sóc và để ý, cũng như là ga lăng tỉ mỉ với bạn gái. Theo Huy nghĩ thì chắc là nếu mà mình sẽ tiếp tục ở bên nhau và có những cử chỉ thân thiết và mình tập trung hơn với nhau và mình để ý với nhau hơn thì chắc chắn là cảm xúc của nó sẽ đi lên. Vì con người mà ai cũng sẽ có một cảm xúc nhất định. Mời đừng ngồi. Cơm gà em nói trong vòng 45 phút. Thì như đây là chương trình 24 là để yêu, đúng không? Thì hôm nay chị... Hôm nay mình được lên tiếng bây giờ. Chị sẽ yêu thử một người mình biết đâu yêu luôn, đúng không? Thì chị muốn mời mọi người qua để ăn cùng, xem thử bạn nó có hợp với chị không. Rồi thưởng thức mấy món ăn cùng với chị, hiểu không? Như bình thường thôi, thoải mái đi, trời ơi, thoải mái. Yêu luôn nha, hy vọng yêu luôn nha. Nhưng mà mong là ai không là ai bốc được không? Thôi thì bây giờ mà em có nghĩ là ai không? Người ta sẽ là nhóm showbiz. Không nghĩ được ai chứ quá trời nhiều người sao? Không, em chỉ nghĩ được ai. Người đó người như thế nào? Gợi ý đúng không? Gợi ý. Thì đẹp trai là nhóm showbiz. Showbiz là cái gì? Cao ráo. Thì người mẫu diễn viên. Mẫu diễn viên. Một người rất là quen thuộc trong đời sống của mọi người. Thỏ à? Tính cách sao? Có ổn định cái bình thường như em không? Hay là giống em? Tính cách cũng hơi nhây. Không? Thì nhây thì mới hợp. Lầy lội. Đức hả? Lầy lội. Đức hả?
cũng có thể ai có thể hả? Anh Đức hả? Nhưng mà không phải má ơi. Thôi đại đi. Em nói là Đức Tức. Giờ mọi người nha, một chút nha. Mình sẽ dắt người nữa thì hồi hộp không? Hồi sáng chị muốn... Ủa là em không biết luôn. Không biết luôn. Rồi đây nào, 1, 2, 3. Tin tin. Vẫn đùa giỡn với nhau, vẫn như hai đứa bây giờ vẫn hay, tụi em là hai đứa rất là thích giỡn, cũng thích lầy lội dễ thương nên cũng hay giỡn với nhau. Thì khi mà vào chương trình thì tụi em biết là phải nghiêm túc, nhưng mà thực sự tụi em cũng không thể nào lừa dối cảm xúc của bản thân, lừa dối tất cả các vị khán giả được, cho nên tụi em vẫn giữ một cái nick riêng của cả hai. Và thêm vào đó là tụi em có đang nghĩ nhau không còn là hai người bạn nữa mà trở thành những người yêu thật sự. Thì những cái hình cái cử chỉ cùng nhau nấu ăn hay đi chơi với nhau thân thiết, đi chơi riêng, tại vì đây cũng là lần đầu tiên em với anh Huy đi chơi riêng với nhau á, nên là cũng có nhiều cái khác nhau như trước lắm, tức là nó không còn là hai người bạn giống như trước nữa. Thực ra thì trong quá trình mà hai đứa giỡn với nhau, rồi Linh thì gọi Huy là chị, thì thực ra là chơi chung một nhóm bạn, thì có những cái người giống như Linh có chia sẻ là có một cái nhóm bạn là chuyên làm về pick up này nọ, rồi những người học sau hậu trường đó thì thuộc LGBT, thì đó cũng là những người bạn của Huy, thì mọi người hay cũng chọc, tại Huy cũng là người lớn hơn, mấy người đó hay kêu là chị, chọc giỡn kêu chị, thì Linh cũng lấy cái đó ra để chọc ghẹo Huy kêu là chị, cho nên là ngày hôm nay tham gia chương trình nên kêu là chị vậy thôi đó.